Xin chào các bạn, lại là tôi đây. Tôi là Lê Khanh. Lần này trong dự án phim Cô gái từ quá khứ, tôi sẽ đến với các bạn một nhân vật rất là mới, lạ, độc đáo. Nhân vật của tôi tên là bà Kim. Đây là một người quản gia trong một gia đình rất có vị thế. Tôi là cái chìa khóa để mở ra những cái tấm màn bí mật đằng sau những cái lớp sương mù mà mọi người không dễ gì biết được về Miss Q. Mời các bạn hãy cùng bà Kim đi tìm câu trả lời. Ai là cô gái từ quá khứ?